Hiện tỉnh Hậu Giang đang vào cao điểm chiến dịch truyền thông dân số kết hợp cung cấp gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Điểm mới trong chiến dịch năm nay là đẩy mạnh khám sức khỏe sinh sản cho công nhân, người lao động tại các khu cụm công nghiệp và cán bộ công chức viên chức. Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc ung thư được phát hiện và điều trị kịp thời. Khu công nghiệp Sông Hậu có gần 10.000 lao động, tỷ lệ nữ chiếm hơn 60%. Ban chỉ đạo tỉnh phối hợp cơ sở bố trí khám vào ngày cuối tuần tạo điều kiện cho chị em tham gia đông đủ. Các chị được nhân viên y tế tư vấn, chăm sóc tận tình, hướng dẫn các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, biện pháp tránh thai, tìm hiểu về ung thư cổ tử cung, căn bệnh gây tử vong top đầu trong các bệnh về ung thư. Không có những chương trình như vậy á, những chị em á, người ta ngại bệnh phụ khoa, ngại đi khám á, người ta nếu mà phát hiện trễ có những căn bệnh á, nguy hiểm giống như là bệnh ung thư cổ tử cung, u xơ, u nang á, khi mà phát hiện ra rồi thì nó nặng, đi khám, đi chữa đó thì nó rất là tốn chi phí. Tinh thần của bác sĩ, y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình, chu đáo. Trong 2 tháng cao điểm 7 và 8, chiến dịch tổ chức tại các trạm y tế, xã, phường, thị trấn. Mỗi điểm khám tiếp nhận từ 100 đến 200 phụ nữ trong một ngày. Công tác tổ chức được Ban chỉ đạo dân số và phát triển xã triển khai sâu rộng đến cấp ủy, chi bộ, trưởng ấp và cộng tác viên dân số. Thư mời được gửi đến từng nhà có mốc thời gian cụ thể. Trong mỗi đợt cao điểm tuyên truyền, tỷ lệ phát hiện phụ nữ có dấu hiệu viêm nhiễm chuyển lên tuyến trên tầm soát ung thư cổ tử cung từ 8 đến 10% trong tổng số phụ nữ đến khám. Tỷ lệ điều trị thành công từ 80 đến 90% ở những ca sàng lọc, chẩn đoán phát hiện sớm các tế bào bất thường. Những năm gần đây, phụ nữ ngoài độ tuổi sinh đẻ có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao. Cái quan niệm là khi có triệu chứng mới đi khám bệnh, mà khi mà có triệu chứng thường là bệnh đã nặng. Thành ra là cái chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung đưa vào cái chiến dịch truyền thông dân số để mà nhằm phát hiện sớm bệnh lý mà về tử cung. Để mà khi mà phát hiện sớm thì cái tỷ lệ mà thành công, điều trị thành công nó sẽ cao hơn khi mình phát hiện muộn. Mở rộng đối tượng khám tầm soát ung thư cổ tử cung ngoài độ tuổi sinh đẻ, tức trên 49 tuổi là điểm mới tỉnh thực hiện để kéo giảm tỷ lệ mắc bệnh. Đối với phụ nữ đăng ký mô hình sinh đủ 2 con, vừa được chăm sóc sức khỏe sinh sản, còn được tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí với mục tiêu cải thiện tỷ suất sinh và nâng cao chất lượng dân số.